Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn một kèo Eros miễn phí đến từ dự án có tên là FiCrypto.net này. Ở đây thì các bạn sẽ nhận được 500 đồng token có ký hiệu là Fi, và cái đồng token này sử dụng công nghệ ERC20 nha các bạn. Tổng cộng của nó là 100 triệu token và giá trị ICO là 0.05 USD. Giá dự kiến list sàn là 0.3 USD cho một đồng token nhé. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký và nhận thưởng nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn vào phần login, phần Eros này. Thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ phải đăng ký. Thì bạn sẽ điền thông tin để có thể nhận thưởng này. Các bạn nhập mật khẩu và các bạn nhập lại mật khẩu cho mình. Sau đây các bạn nhấn vào Create Account. Ok, thì nó thông báo là chúng ta succeed và các bạn sẽ check email để có thể lấy cái đoạn code mà nó gửi về email của chúng ta để xác minh tài khoản. Các bạn mở cái email của bạn lên nhé. Đây, các bạn copy cái email này, copy cái mã code này. Sau đây các bạn sẽ vào phần này và các bạn paste vào cho mình. Đấy, sau khi các bạn copy cái mã code ấy, thì các bạn sẽ nhấn confirm. Ok, hệ thống sẽ thông báo là succeed và các bạn sẽ thấy được cái tài khoản của bạn ở đây. Và số dư của chúng ta sẽ nằm ở phần bonus token. Các bạn có thể thấy này, các bạn nhấn vào phần get bonus cho mình. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ nhận được là mỗi 24 giờ các bạn sẽ nhận được một file. Ok. Đây, ta sẽ kiểm tra cái phần đây. Thì các bạn có thể thấy là hiện tại thì cái chương trình nó sẽ chỉ còn có 200 file nữa thôi. Thì các bạn sẽ phải làm cái nhiệm vụ này, follow trang Twitter này. Các bạn truy cập trang Twitter và các bạn nhấn follow nó nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ join vào nhóm Telegram. Và các bạn sẽ phải join vào tiếp tục là group Telegram của nó. Ok, sau khi join xong thì các bạn sẽ quay trở về và các bạn tiếp tục điền cái đầu tiên là username Twitter của bạn, bao gồm mã còng ở phía trước cho mình nhé. Tiếp theo là username Telegram link, thì các bạn điền username. Ok, sau khi điền xong thì các bạn sẽ nhấn vào phần send cho mình. Ok, succeed này. Thì các bạn sẽ thực hiện thành công và các bạn sẽ nhận được 200 token file nữa. Và các bạn click vào My Token cho mình. Ok, ở đây thì nó chưa hiển thị cái số lượng mà chúng ta đã làm Eros. Thì có thể là nó sẽ check cái nhiệm vụ mà chúng ta làm hay chưa. Thì các bạn sẽ nhận được cái token, sau khi mà nó chất thành công thì nó sẽ trả về cái phần token balance này cho các bạn nhé. Ok, ở đây thì còn một phần nữa là các bạn sẽ add cái địa chỉ ví, add cái địa chỉ ví của các bạn ở đây này. Các bạn sử dụng ví Ethereum nhé. Đây là ERC20 chứ không phải là Binance Smart Chain nhé. Thế nên các bạn sử dụng ví MetaMask. Đấy, nhưng mà network của nó là network của Ethereum nhé. Các bạn nhấn update. Đấy, thì các bạn sẽ update thành công. Đấy, như vậy thôi. Còn mỗi ngày thì các bạn sẽ vào cái phần bonus token này. Các bạn claim ở đây một lần thì nó sẽ tặng các bạn một token nữa. Đấy, hy vọng là đây là một cái dự án sẽ là rất là tiềm năng và để chúng ta có thể kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại nhé. Hãy nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông bên cạnh để luôn được update những dự án kiếm tiền online mới nhất, hot nhất đến từ channel của Tiền Sư Phụ.